Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo dự đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, Mỹ Thới và Mỹ Phước. Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thiện Hảo và các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm việc học tập, đời sống lao động sản xuất của từng gia đình cũng như gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các em thiếu nhi. Mong các em tiếp tục chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ và thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời yêu cầu các cấp các ngành tại địa phương cần quan tâm tạo điều kiện nếu gia đình gặp khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và học tập thật tốt. Cũng tại thành phố Long Xuyên, thành đoàn phối hợp Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh An Giang tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Đến với chương trình, 120 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh An Giang, Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn thành phố Long Xuyên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phường Mỹ Hòa và Đồng Xuyên được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, xem biểu diễn ảo thuật, tham gia các trò chơi có thưởng. Đặc biệt, tại chương trình vui Tết thiếu nhi năm 2024, ban tổ chức còn trao mỗi em một phần quà gồm kẹo, bánh, sữa, phối hợp đoàn thanh niên công an thành phố Long Xuyên nấu ăn cho các em những suất ăn thơm ngon bổ dưỡng. Tổng kinh phí cho hoạt động lần này trên 20 triệu đồng do các tổ chức mạnh thường quân hỗ trợ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cũng vừa đến trao 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại hai xã biên giới Lạc Quới và Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm bánh kẹo, sữa và tập vở, với tổng số tiền 50 triệu đồng. Tại buổi trao quà, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi lời động viên các em thiếu nhi cố gắng chăm ngoan, làm nhiều việc tốt, hưởng một mùa hè vui tươi và hạnh phúc, đồng thời mong muốn hai địa phương tạo nhiều sân chơi bổ ích để trẻ em khó khăn vùng biên giới vui chơi giải trí sau một năm học căng thẳng. Tại huyện An Phú, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức hội thi bơi lội hưởng ứng chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2024. Tham gia hội thi có 38 vận động viên là học sinh đến từ 10 đơn vị của các trường tiểu học trên địa bàn huyện, thi đấu ở các nội dung bơi tự do và bơi ếch nam nữ cự ly 25m. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi đấu.